Xin chào các em, cô trò mình lại gặp nhau ở chương trình dạy tiếng Việt lớp 1. Cô là cô giáo Đào Thu Trang. Để học tốt bài học ngày hôm nay, các em cần chuẩn bị bảng con, phấn, đồ lau bảng, vở ô ly và bút chì. Cô mời các em quan sát tranh và cho cô biết các em thấy gì. Chắc hẳn các em đều thấy các bạn nhỏ đang ca hát cùng với các chú chim phải không nào? Các em có thích ca hát không nhỉ? Khi chúng mình ca hát, nhảy múa, âm nhạc sẽ giúp cho các em vui vẻ và hạnh phúc hơn đấy. Cô đoán những chú chim trên cành cây kia cũng đang rất vui. Chúng hót rất say sưa. Bây giờ các em cùng cô đọc câu dưới bức tranh nhé. Các bạn đang hát, còn những chú chim đang hót say sưa. Các em có nghe rõ không nhỉ? Cô đọc lại một lần nữa nhé. Các em đọc to cùng cô nào. Các bạn đang hát, còn những chú chim đang hót say sưa. Các em có để ý trong câu vừa rồi có tiếng nào chứa vần mới mà các em chưa được học không nhỉ? À, đúng rồi. Đó là tiếng hát chứa vần át và tiếng hót chứa vần ót. Cô giới thiệu với các em vần mới đầu tiên, đó là vần át trong tiếng hát. Tiếng hát có âm đầu hờ, vần át và thanh sắc. Vần át được đánh vần và đọc trơn như thế này nhé. A tờ át, át. Cô nhắc lại. A tờ át, át. Còn tiếng hát thì sao nhỉ? Các em sẽ nghe thử cô đọc nhé. Hờ át hát sắc hát, hát. Cô nhắc lại một lần nữa, các em đọc to cùng cô nào. Hờ át hát sắc hát, hát. Ở trên bảng, cô có chữ ghi vần át và tiếng hát. Các em quan sát thật kỹ. Vần át gồm có A đứng trước, tờ đứng sau. Khi viết, các em lưu ý nét nối giữa các con chữ. Cô sẽ viết mẫu lại một lần. Các em đã cầm phấn sẵn sàng để cùng viết với cô chưa? Vừa rồi là cách viết bảng. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em viết vào vở ô ly. Chúng mình cùng mở vở ô ly ra nào. Cô giới thiệu với các em vần mới thứ hai, đó là vần ót trong tiếng hót. Tiếng hót có âm đầu hờ, vần ót và thanh sắc. Vần ót được đánh vần và đọc trơn như sau. O tờ ót, ót. O tờ ót, ót.
các em nghe cô đánh vần và đọc trơn tiếng hót. Hờ ót hót sắc hót, hót. Hờ ót hót sắc hót, hót. Các em quan sát vần và tiếng chứa vần. Vần ót gồm o đứng trước, tờ đứng sau. Khi viết, các em lưu ý nét nối từ o sang tờ. Các em quan sát cô viết mẫu và viết vào bảng con của mình nhé. Các em quan sát cách cô viết để tập viết vào vở ô ly nào. Các em hãy cùng quan sát bức tranh dưới đây và lắng nghe cô đọc mẫu để xem bạn nhỏ đang hỏi mẹ những điều gì nhé. Ai quạt thành gió, thổi mây ngang trời? Ai nhuộm mẹ ơi, bầu trời xanh thế? Các em hãy đọc thử một lần nào. Ai quạt thành gió, thổi mây ngang trời? Ai nhuộm mẹ ơi, bầu trời xanh thế? Cảm ơn các em đã đọc rất tốt. Bây giờ cô trò mình cùng thư giãn với một trò chơi có tên Khám phá chiếc hộp bí mật. Các em hãy điền vần ót hoặc vần át để hoàn thiện các từ sau và tìm hiểu xem trong hộp có gì nhé. Vần ót quả nhót. Vần ót bánh ngọt. Vần át hạt đỗ ạ. Đó là vần át hạt mưa. Vần ót gọt táo thưa cô. Cuối cùng là vần át bãi cát. Các bạn học sinh của cô rất giỏi đấy. Cô khen các em. Chương trình đến đây là kết thúc rồi. Tạm biệt và hẹn gặp lại các em. Các thầy cô và các em học sinh ơi, hãy like và subscribe kênh YouTube VTV7 để đón xem trọn bộ chương trình Dạy tiếng Việt lớp 1.